Ê, mù sai sai lo sai sai hô chứ hô mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hô mẹ mẹ. Wow, cả nhà thân mến, hiện tại Apao đang có mặt ở Hạ Thành Quán, đây thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, một ngôi nhà sàn rất là đẹp, tinh hoa ẩm thực dân tộc Tày. Đây là một nhà sàn của một người bạn của Apao, đó là Nguyễn Tất Thắng. Vâng, bạn Thắng chắc là đang ở trong nhà. Bây giờ Apao và cả nhà cùng trải nghiệm đi vào tham quan không gian ở trong nhà hàng của bạn Nguyễn Tất Thắng nhé. Đấy, phèng phèng vlog Nguyễn Tất Thắng tại TV. Ui, bây giờ còn TV nữa. Rồi, em chào anh. Mù sai sai lo sai sai. Mù sai sai lo sai sai. Mù sai sai lo sai sai hầu chứ hầu mẹ mẹ. Ô, anh chào em. Rồi, đây cô gái Lê Tân rất xinh đẹp này, cả nhà này. Anh hỏi em một tí. Dạ. Cán bộ ở đâu thôi? Cán bộ Thắng ở nhà không? Dạ có ạ. Ở đâu thôi? Dạ, cán bộ Thắng đang ở bên dưới này ạ. À, rồi, cán bộ Thắng đang ở dưới. Rồi, có cán bộ nào đón Apao đây? Ước đây, Ước đây. Rồi, sau này. Sau đứng đây xuống tấn về bất thập bát la hán thủ đây này. Phòng thủ. Phòng thủ rồi. Chắc sợ Apao xuống tấn. Apao mang nhiều binh khí quá. Đấy, binh khí của Apao đây. Apao xuống thăm anh em Tất Thắng xem nào, hôm nay có đi tất không? Có. Hai đôi tất. Hai đôi tất rồi. Cả nhà ở đây, không gian ở phía sau của Hạ Thành Quán này rất rộng này, mênh mông luôn. Kiến trúc thì ngôi nhà là mái tranh, mái lá cọ. Ở phía dưới thì là nào là cây tre này, cây trúc này. Không gian rất đẹp, rất thoáng đãng luôn cả nhà. Đấy, ở đây thì phía dưới là các du khách đang trải nghiệm ẩm thực của Hạ Thành Quán. Đấy, rồi mù sai sai là sai sai. Rồi, con chào các bác. Rồi, con chào các bác. Các bác bảo như thế này mới gọi là Apao. Ôi giời ơi, thế như thế nào là không phải là Apao bác ơi. Rồi, con chào các bác. Rồi, chúc các bác sức khỏe nhé. Lại chén à? Con đang kiêng rượu. Con cứ nâng lên. Em xin được bao nhiêu? Em có biết tuổi đâu. Có không biết chữ đâu. Con xin phép là mời cả nhà một chút. Giao lưu với cả nhà. Con nhấp môi. Con nhấp môi thôi nhá. Rồi. Không, con say cán bộ bắt đấy. Con chúc sức khỏe cả nhà rồi. Quý đoàn đến từ Bắc Ninh. Rồi. Chúc sức khỏe cả nhà. Vâng. Con nhâm môi. Vâng, con đang ốm quá, có gì các bác đừng thông cảm. Vâng, các bác nhá. Đấy. Bác ấy còn bảo là sao giống Apao thế. Apao đây mà. Rồi, các bác dùng tự nhiên nhá. Vâng. Cả nhà ơi, bạn Nguyễn Tất Thắng với mọi người đang có một chương trình, đó là rót rượu trải nghiệm. Rồi, chào Nguyễn Tất Thắng. Apao đã thay trang phục xong rồi. Ôi, Apao đây rồi. Xin chào Apao đây. Apao ạ, thứ nhất cái câu nói của Apao là em cứ ngửa lên chúng ta này xem đây, con đê vẫn ngồi trong kia trẻ con. Vâng, con mời ba sang này. Đây, Apao Xuân Hữu. Chào các cô gái Tày xinh đẹp. Các cô gái Tày vừa rót rượu cho các bác trải nghiệm. Đây rồi. Tí nữa là khách của anh ở đây rồi nhá. Đây, ngồi. Rồi, cả nhà ơi, đây là không gian của nhà hàng. Đấy, ẩm thực thì đã chuẩn bị sẵn rồi. Ủa, rất ngon cả nhà ơi. Đây là mâm cỗ của bạn Nguyễn Tất Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sáng đến giờ để đón tiếp Apao và Xuân Hữu và anh em Xuân Thành và một số anh em YouTuber. Đây là một bát rượu này, bát rượu nằm ở trên một cái, đây gọi là một cái bát nhựa đựng ở dưới có đá. Đấy, uống để mát giải khát. Đây là giới thiệu với cả Apao chút, đây là cá bông. Cá bông, cá bông rất ngon. Ở Hà Giang thì cũng biết rồi đúng không? Vịt suối, gà bản, trong bản thì cũng biết rồi. Vịt đặc biệt suối. Nữa đây tôi có món là rau rừng. Nhìn giống là ngon thế. Nhức xương khớp. Ăn vào là thành thuốc đúng không? Ăn
thuốc vào người, không phải là ăn vào thành thuốc. À, ăn thuốc vào người. Ăn rồi. Thuốc vào người, bao giờ mới chết. Ôi giời ơi, cả nhà ơi, món lá này gọi là lá gì? À, cái rau này gọi là rau sơn dương. À, sơn dương. À, nó ở trên độ cao từ 1.500m trở lên. À. Và có tác dụng là nhức xương khớp này, bổ máu này. Đấy, nếu mà gan này, đó là những cái mà có cái tác dụng hỗ trợ. Bổ máu, bổ gan, nhức xương khớp. Giao. À, còn nhìn cái món này là của người dân tộc Tây. À, Bảo nhìn xa xa cứ tưởng lá ngón, cho nên là cứ hôm nay cũng có khi được ăn trải nghiệm lá ngón. Đây là anh em khi hai ngày rồi nhỉ? Hai ngày, khi ngày hôm đầu là anh em xuống gặp nhau này, xong hôm sau là một ngày nữa là anh em giao lưu cả tất cả các kênh YouTube, nhưng mà do anh Nam này, rồi bạn Manh này, bạn Hiệp này, rồi là mấy anh em nữa là đều có công việc hết, rồi là cái em gì thổi sáo cũng phải xuôi Hà Nội nữa luôn, nên là không gặp nhau được, là chỉ còn mỗi hai nghệ sĩ Tham Báo và Xuân Hữu thôi. Hôm nay về đây là Thắng có một mâm cơm. Nói chung là nó chỉ là đơn giản thôi, nhưng mà để cho anh em ngồi với nhau. Và rất là trân trọng, rất mong rằng là sau này anh em mình còn có rất nhiều những cái chương trình nó ý nghĩa, có những cái giá trị nhân văn cống hiến cho Hà Giang, và quảng bá được du lịch Hà Giang, để mọi người biết đến Hà Giang, đến với cả Hà Giang, và đến với con người Hà Giang, và đến với cả anh em Nguyễn Tất Thắng, A Páo và Xuân Hữu. Yeah. Cả nhà ơi, nghe bạn Thắng chém gió từ nãy giờ bảo là mâm cơm không có gì đâu. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại nhìn qua thì khoảng tầm 15 bát nước chấm. 15 bát nước chấm thần thánh đây. I O P Brao Chi Chầu Sa Di Chua Cầu. Đây, rất nhiều bát này. Có cả món gọi cá hay là nộm gì món đó. Món này là gọi là món nộm gọi cá. Nộm gọi cá. Đấy, gọi cá về cả nhà nhá. Đấy. Đây. Nộm gọi cá. Đây là rau rớn này. Đây là rau rớn, rau rừng. Đây là vịt suối, vàng như gà tiến luôn. Đúng rồi. Rất ngon cả nhà. Còn đây là gà bản nướng. Đấy, gà bản nướng. Đây bỏ đi. Cực kỳ rất ngon cả nhà. Còn đây là tôi nói với ông Báo. Đây là món cá rồi. Múc luôn cho ông rồi để ông thưởng thức luôn. Ông Hữu thì ông ở đây 2 tháng rồi, ông biết rồi. À, chắc là được ăn nhiều rồi. Thì là ông Báo là chưa biết. Đây là canh rau rừng nấu chua. Đó. Rồi, cảm ơn cán bộ Thắng nha. Ưu tiên bạn. À, Báo xin phép là được trải nghiệm trước. Đấy. Hàng hành quán thì cho anh em. Mùi rất thơm. Được không? À, thơm, thơm lừng luôn cả nhà. Nhưng mà có độc không? Bây giờ bạn Thắng nhường cho A Báo ăn trước. Lỡ may mà A Báo dính độc trước thì làm thế nào? Ông phải biết là tất cả những người đến đây đều thích cái món ba cá của bọn tôi. Đã không? Đầu tiên là nướng, gỏi và nấu canh chua. Ba đúng cá. Không? Đẳng cấp không? Hôm qua anh Thắng ạ. Hôm qua anh wow, rất ngon cả nhà ơi. Tuyệt vời. Anh Báo bảo là tuyệt vời, tuyệt vời. Chắc là phải lên Hạ Thành Quán rửa cái con cá bống mèo nó mới sạch được. Được không? tuyệt vời, ngon quá. Nhưng mà có khả năng là không đủ để ăn đâu, phải mấy bát nữa cơ. Ngon quá. Hôm nay đến buổi trưa nên là cái không gian thì mỗi một cái ban ngày thì nó có một kiểu, ban đêm nó một kiểu. Nhưng ông thấy của tôi nó có giống Hà Giang không? À, cái này là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển lẫn mộc mạc hoang sơ của núi rừng Hà Giang đây. Đấy. Ở đây là có nhiều kiến trúc của văn hóa của người Hà Giang, rất là nhiều dân tộc anh em trong không gian của nhà hàng. Không những là người Mông mà có cả người Giấy, người Tày, Nùng ở đây. Anh em dùng đi. Rồi. Đây. À, Báo mời cán bộ Thắng với cả nhà cùng trải nghiệm. Cái này thực ra là cuốn, nhưng bây giờ buổi trưa rồi anh em cứ chơi thẳng tay đây. Rồi rồi. Nhưng mà trước khi ăn thì A Báo muốn giới thiệu một chút, đó là em Xuân Hữu Đoàn Tính. Đấy. Vừa rồi là được giải thưởng của Sở Du lịch Hà Giang tặng cho bằng khen. Đấy. Và bạn Nguyễn Tất Thắng và A Báo. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là có bạn Xuân Thành ngồi ở phía góc bên kia. Đấy. MC chuyên sự kiện ở thành phố Hà Giang. Bạn Xuân Thành hiện tại chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là trai tân. Đấy, và bạn A Ước, đấy, hiện tại chưa có người thương luôn. Đấy, hai chàng trai vẫn còn trai tân cả nhà. Những cô gái nào chưa có người yêu thì có thể liên hệ với A Báo để A Báo sẽ gửi số cho. Để chúng ta kết nối tình yêu thương. Rồi, và bây giờ là A Báo và Nguyễn Tất Thắng mời cả nhà trải nghiệm ẩm thực ở nhà hàng Hạ Thành Quán.
Đấy, những món ăn rất là ngon. À, bạn Thắng không cho đũa, áo báo ăn bốc thôi. Đây, đũa đây, rồi, kín thế nhỉ. Thôi có khi ăn bốc lại ngon hơn đấy. Bốc quen rồi. Thôi dùng trước. Thôi áo báo em dùng cá nướng trước nhá. Thôi áo báo ra đòn đây. Ra đòn đi. Anh em ra đòn đi. Chính ra em không thích cuốn nên chơi này ngon hơn. Đúng rồi. Thôi mà nói chung là mỗi một người một kiểu. Đây là anh em là đây là cá nướng. Nhưng mà ở đây có 15 bát nước chấm thần thánh thì không biết chấm vào bát nào đây. Bát này lại bát nữa. Đây cứ chấm vào cái này. À cá chấm vào đây. Ôi giời ơi nước này. À đây là chấm cá này, đây là chấm vịt này. À đây là chấm luộc. À thế là lần sau Nguyễn Tất Thắng nếu mà để nhiều nước chấm này thì khách không biết đâu. Phải một bát là một cái tờ giấy mà dán vào đấy là nước chấm cá. Đấy. Đó là bây giờ là ông thích chấm cái gì thì chấm. Cả nhà ơi, đến đoạn này là không cần gì. Chấm nhầm cũng được, còn hơn bỏ sót. Rồi, ta cứ chấm. Tầm vài ly vào nữa thì không biết chấm cái nào. Có đâu ông ăn cá của nhà hàng bọn tôi thế nào, dai không? Quá ngon. Ông mà ăn, tôi nói thật với ông tưởng là đang ăn kẹo cao su ấy. Cả nhà còn mỗi xương là không ăn được thôi. Còn mỗi xương thôi. Ông mà ăn được xương thì tôi phục ông quá. Cả nhà ăn nên nhớ để lại xương nhá, bởi vì ngon quá. Anh em nào mà Hà Giang nhé, qua Hà Giang nhé, qua xa địa chỉ này, 0354 833 833, đấy, đến Hạ Thành Quán giao lưu cùng nhóm anh em Nguyễn Tất Thắng, hay là đi Đồng Văn thì có thể giao lưu cùng A Báo. A Báo thì địa bàn của A Báo là trên Đồng Văn nhé, chứ không phải ở đây. Hôm nay thì anh em về đây là tụ họp nên là hôm nay A Báo gọi là gọi là về địa bàn của Nguyễn Tất Thắng, cho nên là các anh em đã ra chuẩn bị ra đòn hết rồi. Mình thì chuẩn bị thành phố Hà Giang, anh em phải tìm gặp Nguyễn Tất Thắng. Đấy. Bây giờ thế này đi anh Thắng ơi, cho phép em là em út đi, em khuấy động phong trào tí nhỉ. Em với đây anh A Báo, cảm ơn anh. Đây là tôi sức khỏe anh em. Thì trong thực sự với các bác là ba anh em mình làm mạng truyền thông đó, xã hội. Chúc sức khỏe anh em. Đăng lên những cái gì gọi là cá nhân của mình thôi. Vâng. Nhưng mà đến giờ này là phải nói rằng là tuyệt vời rồi. Vâng. Đấy kết quả của những năm tháng của anh em. Anh em nữa, rồi là mình có thể kết nối được, rồi là gặp nhiều hơn nữa trong và ngoài tỉnh. Không phải cứ riêng là nguyên những người mà tỉnh Hà Giang quay đâu, mà những người nào mà đến Hà Giang chia sẻ những cái hình ảnh ý nghĩa hay làm quảng bá được những cái hình ảnh của Hà Giang thì mọi người hãy thông tin lại cho Nguyễn Tất Thắng. Đúng rồi. Hoặc là A Báo hoặc Xuân Hữu. Mời các bác. Chúng ta sẵn sàng chào đón các bạn. Của Xuân Hữu cùng với anh A Báo. A Báo đang kiêng dự cán bộ thông cảm nhé, nhâm môi một tí nhé. Một tí thôi. Đó. Có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình đi ghi hình ở khu vực Hà Giang. Đó. A Báo là chiều là còn có một show nữa. Tâm ra là uống rượu thì chỉ uống nửa thôi nhỉ. À cùng nhâm môi thôi. À nhâm môi à? Cho cái môi nó chạm vào là được rồi. Anh ơi. Rồi, A Báo đang kiêng rượu cả nhà thông cảm nhé. Thế bên kia là Xuân Thành đang trải nghiệm ẩm thực này. Đấy. Cả nhà cũng trải nghiệm đi nhé. Rau rừng nhé. Cả nhà, vâng. Con tôi đang hóng bà cháu ở nhà thôi này. Bác bóp, bác bóp, bóp nhẹ thôi. Bác bóp mạnh quá con không thở được. Đấy, những người ở nhà đang hâm mộ hả? Bảo A Báo nào về cây dừa uống cà bia. Rồi A Báo chào bạn gái của cái nó nhá. Con gái cả tôi đấy. Con giáo viên mầm non. Con gái à, con gái. A Báo chào con gái nhá. Em thôi, nó tắm ba. Ôi giời, bác sao thoáng thế. Rồi, con cảm ơn bác. Con cảm ơn các bác. Các bác lúc đấy bảo là ai mà nhìn giống A Báo thế mà A Báo đây mà. Căn bản là không mặc trang phục. Đúng rồi. Đây là khi anh mặc bộ kia thì nhìn nó có vẻ giá một chút. Đúng rồi. Đấy là khi mà ở ngoài trời ấy, anh nắng nó vào nhìn nó không đủ rõ. Đúng rồi. Nhìn mà giao lưu với anh em mà chém xong rồi hoàn toàn xịt xếp. Nhà tôi có bảo là A Báo cũng phải mặc. Thế này là được rồi.
còn anh em nào nữa không nhỉ? Không biết để làm vừa quay vừa uống nữa không nhỉ? Chúc cho đoàn của chú à. Tôi chén mình đâu ạ? Đoàn của các chú ở Bắc Giang xong, các chú đã ăn xong dùng xong rồi và con xin cảm ơn các chú đã đến lúc phải chia tay. Cũng hy vọng là sau này lên Mèo Vạc lại gặp A Báo rồi đấy, không gặp ở trên đấy thì gặp ở trên trên hình nhỉ. Tôi rất vinh dự gặp rất đông anh em trên nước và làm công tác thiện nguyện suốt ngày thôi mấy cái tỉnh đau này rất là có hát bài không nhỉ? Có bắt ra con ra thì mẹ của một ngày thôi lời quan họ thế nhưng mà không ở là mẹ thôi hát không hay đâu, muốn mở bài cái nhưng mà muốn A Báo cũng mở bài A Báo ạ, nhưng mà vùng miền nào A Báo không biết. Lão này đứng mà sao đứng anh thủ là thời gian không cho phép. Rồi, con bắt hát giờ các bác chạy hết. Rồi, được. Được. Sáu thôi. Rồi. Cái này là lần đầu tiên xe rồi. Đây là sáo của A Báo là. Cho con tặng một tràng pháo tay trước. Nghe xong các bác lại không thấy tay, không lo lắm. Cháu vô trước thì một tí. Đúng là báo thật được các bạn không nào? Thật thôi cứ được. Đi chú sờ cái chắc không phải thật đâu. Cảm ơn chú ạ. Chào ạ.
Vâng, cả nhà thân mến, hôm nay là chiếc sáo rất là mới mà báo thổi trong không gian của nhà hàng Hạ Thành Quán. Hôm nay mình biết là này, chính thức là đưa vào để phát triển thôi. Cái này là rất mới luôn. A Báo hôm nay là bóc tem. Để bóc tem đấy. Sáo này là tăng nhìn, anh Ngọc ơi, nhìn cái cây này hơi giống cái cây mà ở nhà dân hôm nọ chỗ anh em mình đi. Hay là được nhiều trộm những cây trúc nó các bác xem phim nhưng mà không phải là nhiều trộm của Quốc à, mình mua mà phim à, đấy là mua à? Nhìn như giống tảng giống bổ quấy quanh chó rất là vui. Khi nào mà áo pháo và bà ấy thường đưa đạp vào vườn đi, khi mà mình xuống tấn một cái là chó chạy hết, chó chạy hết mà. Vâng, xuống cái xem nào, xem có tấn một cái xuống cẩn thận anh em, sẽ không nọ nhá. Thôi nhỉ, làm một chén nữa để anh em để cho tiện ăn uống. À từ từ, mà nó còn một cái món nữa mà chưa mang ra. Ở đây có tí nữa ăn cơm thì sẽ có món ruốc cá. Điểm tâm à? Ruốc cá ở nhà tôi nói là cũng đỉnh cao, không phải quảng cáo nhưng mà chúc mừng ruốc cá này, chúc nhà hàng ngày càng ăn bách. Tí nữa đến món ăn cơm thì sẽ ăn cái món đó. Nhưng mà thôi thì ở trong này thì hàng đang quay video thì anh em cứ ngồi để giao lưu ăn. Các bác này sẽ biết được rằng là cá mốc là một trong những cái loại cá mà rất đắt tiền ở Hà Giang, nó là một loại đặc sản nhé. Tại vì bây giờ cá mốc ở Hà Giang đang thắng, cứ nói công khai đây để cho các bác biết, và rất nhiều người Hà Giang cũng biết là cá này ở đây là đang bán với giá là 350.000 một kg đó, cả công chế biến và lên mâm lên đĩa như này đó. Nhưng bác nào ăn cá mốc thì các bác biết được một con 2 cân thì nó rơi vào khoảng 700 và chế biến ra 3 món. Gỏi, gỏi đây, nướng một nửa thì gỏi, nướng một nửa thì gỏi, đầu canh, đuôi và lòng thì cho vào nấu canh chua. Ui nó sẽ được 3 món đó. Nói đã thấy con 2 cân là đã đủ một bữa rồi. Đúng thì rồi, còn, thì một con khoảng 700 đó thì mà các bác ăn uống 6 người thì nó ok. Có bao gồm nước chấm, nước chiết, rượu, xôi xiết nữa, rau cỏ. Anh em vừa để nói để cho các bác biết đến cá mốc của Hà Giang nó như thế nào. Thế là Thắng làm với tất cả mọi trái tim đó của mình, và các bác chúc cho các bác và có một sức khỏe, bầu trời sức khỏe để sớm có thể đón chuyến vận Hà Giang để đi du lịch ở Hà Giang. Một miền đất mà phải nói rằng là tuyệt vời. Thắng thấy những ngọn núi, những quả đồi ở Hà Giang khác những vùng khác rất nhiều. Nó có một cái địa hình là sông suối rồi là khe núi, rồi là rất nhiều những cái mà để cho các bác có thể chiêm ngưỡng được của Hà Giang. Rất nhiều đá, cao nguyên đá. Trong khi đó thì lại đến lại gặp một những các cháu này, A Báo này, Phương Mỹ, Bản Tính này. Đó là những cái người mà hiện giờ Thắng thì không có tài về hát hò cho lắm, nhưng mà có thể dẫn cho các bác có thể gặp được A Báo và được Phương Mỹ một đó để giao lưu những cái văn hóa truyền thống. Còn nếu như hạt thầy quán thì các bác chỉ nghe những cái làn điệu then. Tới này thì mà A Báo có thể xuống thì dạy cho các chị em biết đâu thì là sáo. Chương trình tạm biệt thành công đấy. Thôi nhờ, cuối cùng mà Thắng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Chúc sức khỏe, chúc hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Nào, cùng chặn nào, cùng chặn nào. Nào, một vài lùi nhá. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, thành quán mãi lịch. Và thế ông phải nói trước để tôi nói. Cả nhà ở trên tầng 2 của nhà hàng Hạ Thành Quán ở Phương Độ. Hôm nay là có một quý đoàn rất là đặc biệt ở trên tầng 2 mà A Báo không biết là quý đoàn nào. Họ yêu cầu A Báo lên giao lưu, mời A Báo lên giao lưu thì mình cứ lên thôi. Mình rất là quý khách mà. Đây. Rồi, A Báo sẽ lên giao lưu cùng các anh. A Báo chào các anh em. Rồi, chào cán bộ. Rồi. Em chào các anh. Rồi, A Báo chào cán bộ nhé. Rồi, chào cán bộ nhé. Rồi. Cán bộ gì đâu thế? Nhẹ thôi, bóp mạnh đấy. Yêu nhau mà. Yêu nhau rồi. Em chào các anh. Rồi. Vâng, em chào anh nhé. Các anh là có một mâm cỗ rất ngon. Đấy. A Báo mời
Rồi, A Báo vào luôn. À, chúc mừng sinh nhật. À, không biết sinh nhật ai đây. Rồi. A Báo sẽ ngồi đây để phía bên này để chúc mừng sinh nhật anh em. À, em mai được lên TV à? Không, không biết được, mình có TV đâu. Đây, đang quay anh đùa, cười. A Báo không có TV. Em nói chung anh bên này, anh đang ngồi bên đấy. À đây, đây ngồi bên kia được à? Sợ ngồi gần cán bộ. Mời. Đây là cán bộ. Rồi. A Báo sợ cán bộ bắt lắm. Rồi. Rồi. Đấy. À, cả nhà thân mến, hôm nay rất là vui được các anh hâm mộ A Báo, yêu mến A Báo mời A Báo lên với không gian ở trên tầng 2 của nhà hàng A Thành Quán của bạn Nguyễn Tất Thắng. Tuy nhiên hôm nay là A Báo không hẹn mà gặp, mà không hẹn mà đến về thăm bạn Thắng cũng như là thăm không gian của nhà hàng. Thì có một số anh em là yêu mến A Báo thì A Báo lên giao lưu. Đấy thì bây giờ này mâm cỗ nhà ta thì mình đã trải nghiệm ẩm thực rồi. Bây giờ mình A Báo mời cả nhà trải nghiệm. Không, đây không phải là ẩm thực, đây là món ăn. Tinh thần. À, đây là món ăn tinh thần. Không được xào nấu bằng bếp ga, bếp củi mà bằng cái tinh thần của người con của Hà Giang. Đấy. Đây là ca khúc Thết Bạn, nói về một những món ăn của vùng cao Hà Giang. Và cái này chỉ nghe thôi, cảm nhận là món ăn có ngon không thôi. Còn mọi người đã trải nghiệm rồi, bây giờ chỉ nghe và cảm nhận. Đề nghị một tràng pháo tay ủng hộ. Đấy. Okay. Bạn ông bó thết đại bàn bầu ngọt bùi mềm men mê la nồng nàn đã nâng lên là uống rượu mềm môi chảy vào tâm can lòng người ấm ấm mâm cỗ nhà ta lành sương ngọt gió món ăn bay từ gan ruột tình yêu đừng đầy cho ngô ta nâng mắt 14 phương tám hướng cách mắt đây xin làm anh em mong cho bạn chân cứng đá mềm bạn chúc người già mạnh khỏe rượu đầy chung ngô đậu đầy nương bạn sẽ nhớ nhà ta cách bát đây xin làm anh em mong cho bạn chân cứng đá mềm bạn chúc người già mạnh khỏe rượu đầy chung ngô đậu đầy nương bạn sẽ nhớ nhà ta neo sườn non to gió tràn đêm neo sườn non to gió tràn đêm neo sườn non to gió tràn đêm neo sườn non ta uống rượu chảy vào tâm con neo sườn non ta uống rượu chảy vào tâm con xuống chợ ăn thang cô xuống chợ uống rượu ngô uống cho mày này uống cho tao uống cho tiếng khèn bút lên cao nào hay là đây trời đất khôn khoái bát này là bát nữa, ui bát nữa là bát này. Uống đi thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say trở về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đôi ngựa,
và ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Sơ chạy nhà sơ chạy mũ nàng kia, sơ chạy nhà sơ chạy mũ hậu chơi. Hấp hấp bù nà hấp bù tu, hấp bù tàu à hấp bù tê. Bù hấp có khơ, bè thâu nè khơ. Bát này là bát nữ, ui bát nữ là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống cái mình uống đi. Cái mình hết cái này nhá. Mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, cũng chưa say chưa về. Vừa đi đường vừa hát, bà nào cũng khơi khơi. Tay tăm vào đường ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Bát này là bát nữa, ui bát nữa là bát này. Người vùng cao là thế, người vùng cao là thế, người miền xuôi cùng thế. Người vùng cao là thế, người miền xuôi cùng thế. Ở cán bộ ơi, xin chia buồn A Báo đang kiêng rượu. Ôi, không phải đâu á, không phải đâu á. A Báo đang kiêng rượu, thông cảm. Nhâm môi thôi, nhâm môi. Cho nó chạm môi cho. Thế A Báo ơi, tụi em vẫn nghe tiếng sáo của anh. Từ từ máu thế, vừa hát xong là bắt thổi rồi. Nó phải từ từ nhé. Được quá, anh ơi, cảm ơn anh nhá. Ông nhưng mà hôm nay là cũng là Nhật, mà cũng là được gặp anh. Đây. Không sờ lung tung, đây là pháo của A Báo. Cho A Báo công nước thôi. Anh Báo ơi, anh gia nhập cái môn phái này là anh mới hiểu là hơi khí đấy. Vâng, đấy. Anh đúng được sờ lung tung, nó sờ vào là có bầu đấy. Có bầu thật, có bầu đây, bầu đây. Đây, rồi A Báo cảm ơn cán bộ đây. Nước khoáng La Vi. Đấy. Anh tay đánh nó sao mà anh bơm nhá, bơm. Đây rồi. Bỏ công luôn này. Vẫn là như thế mà. Đấy, mình uống nước thay rượu đấy. Cả nhà thông cảm nhá. Anh Ngọc này, cha Báo này, ông Ngọc ngồi mấy ông Sáng chạy taxi, ông cùng anh em. Anh Sáng đúng không? À nghe cũng quen. Sáng taxi không với mà. Với ông Sáng à ngồi ở không gian của gia đình. Đây là nhà hàng rất là đẹp mà rất là mát mẻ luôn. Mà không gian ở nhà hàng Hạ Thành Quán đúng là một không gian tuyệt mỹ. Anh Ngọc, anh làm chén thì đùa mày kiêng thật đùa ấy nhỉ? À không, hiện tại A Báo đang kiêng. À, mà khán giả của A Báo đang xem. A Báo mà nâng chén lên coi như là A Báo đã thất thưa với khán giả rồi. Mà mình đang giữ sức khỏe cho chính bản thân mình. Xong rồi giao lưu được không hay như nào? À, mình đã bảo là khúc uống mà. Ok, rồi cắn. Mình hát cho mọi người nghe thôi. Ok, hát luôn. Đã uống rượu là không hát mà đã hát là không uống rượu. Ai, cán bộ. Ta mơ đến Hà Giang, bầu bạn cùng sương gió, đọc thơ ru ngọn cỏ. Có tiếng khen lạc bay, trừ tình khó vai, cho trai gái yêu nhau. Ta mơ đến Hà Giang, cùng em ăn thắng cô, cứ một lần cưới đón em qua cổng trời. Hà Giang ơi, Hà Giang, rượu ngô thơm vách núi. Say rồi, ta tìm lối về. Mưa xuống núi, cùng anh cổng trời cao chót vót. Ta về, đón em qua cổng trời. Trời, ai thả chiếc khăn xinh màu dài màu trắng buốt, ta cho yêu tha thiết mơ ước đến Hà Giang.
cảm ơn cán bộ. Người lên trên cao nguyên đá ấy nhỉ. À đúng rồi, đó là những ca khúc vùng cao. À Báo mời cả nhà uống nước thì cả nhà uống rượu đúng không? Rồi. Chúc sức khỏe cả nhà. À Báo đang kiêng rượu cả nhà thông cảm. Cho A Báo mượn. Cán bộ làm gì đấy? Tớ yêu mình. Dễ ác nhỉ. Ok, cái này là phone nhắc lên luôn nhá. Hưng sao không quay để cho lên kênh đi? Quay bản quyền. Quay rồi, xong rồi. Quay bản quyền nhạc của anh mà cứ sợ lung tung nhỉ. Quay đi cho lên kênh của em. Có. Rồi. Suốt ngày đi tán gái thôi, cứ vừa nhắn tin vừa quay thế này. Không sao đâu. Tranh mượn cái này. À tin lâu khu thổi chạy có hò, mẹ mẹ hào tà xót xích nhà tin lâu, y bì chơ. Cái này bao nhiêu không phải bao nhiêu biểu không à? Ê, chi bao. À Báo hôm nay ngày sinh nhật của một người anh đây, ngồi phía bên kia. Một người anh rất là to cây đấy. Anh có thể cầm nắm đấy. Em chúc mừng anh. Chúc mừng anh sức khỏe. Anh cầm một con vuốt thế này. Sinh nhật mình lên đây. Đây lấy rồng. À Báo tặng bản sáo để chúc mừng ngày sinh nhật đặc biệt của anh. Xong là về. Đấy. Đúng rồi bài thôi. I O P. Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng anh, chúc anh thêm tuổi mới vui vẻ, mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
xin chân thành cảm ơn. Rồi, phát tài, phát lộc. Okay. Nhiều lộc quá thì cho em. Ôi, okay. nhớ cái câu nói cuối cùng nha. À vâng. Anh lên trên đấy, anh sẽ gặp chú nha. Vâng, 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 đấy thôi. Chúc cả nhà có một chuyến trải nghiệm ở Hạ Thành Quán thật sự vui. Chúc sinh nhật của anh trai vui vẻ. Chúc mọi người có những niềm vui. Rồi. Cắn à, chụp kiểu anh à, cán bộ chụp anh à. Ô. Chút ngày gà mình chụp ảnh. Anh báo cho em xin kiểu ảnh. Ngồi đứng, thích ngồi đứng, thích ngồi đứng. Cô gái làm các kiểu. Các kiểu luôn. Các kiểu con đà điểu rồi rồi. Rồi đây, rồi. Nhưng còn nhiều đồ nghề nữa. Em cầm cái này thay cho cái đàn của em. À đúng rồi. Ôi rồi, rồi, vừa tay luôn. Rồi, yêu bên nào. Nhìn vào đây nha. 1 2 3. Rồi, rồi. Okay, em cảm em nha. Hết bao nhiêu tiền? Dạ. Hết bao nhiêu tiền? Sợ anh thu phí của em rồi ạ. À rồi, rồi. Mày qua chụp ảnh với cô gái không mất tiền à? Rất nhiều. Anh phải hỏi chứ. Dạ, vâng. Cứ chụp ảnh với cái con cái là sợ mất tiền anh mình mày hỏi. Báo à? Dạ. Bình dân này. À rồi, rồi. À rồi, rồi. Em chúc cả nhà vui vẻ nhé. Cho anh xem ngó thêm cây sáo nữa nào. Rồi, anh cứ ngó thoải mái. Rồi. À rồi làm kiểu đúng không đấy, đào cơ bồng dương luôn đấy. Em bên nào? Máy trên kia. À, em bên nào? Rồi. À, rồi, cảm ơn cán bộ. Nhiều vào. À, cho anh hỏi em tên gì? Lệ rơi à? Ôi rồi rồi rồi, thế em lấy cái đàn guitar anh tặng cho Lệ rơi một cái. Anh Vận kìa. Anh ngựa cái điếu ơi, điếu cầy. Đấy, anh cứ dựng đấy. A bao. Đây. Tặng cho em một bài hát. Bài Lệ rơi. Rồi rồi, chụp ảnh. Number one nào. Đây, yêu A bao cái nào. Anh che mất mặt anh rồi. Ôi trời. Giật hết cái này. Đúng là sinh nhật. Rồi. Anh ơi đừng hôn em. Anh kết chú từ lâu lắm rồi mà. Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu. Chẳng cái vũ giang mà tặng cho một người con gái. Anh tặng bạn Lệ rơi một. Rồi. Lần đầu tiên gặp Lệ rơi xúc động luôn. Rồi rồi. Rồi rồi. Quốc Hưng ngồi đưa máy anh cầm cho. Ờ đúng rồi. Wow, cả nhà hôm nay A Báo ngồi cạnh một cô nàng tiên. Em tên là Lệ Rơi. Ôi dồi ôi. Cả nhà em gái Lệ Rơi của A Báo. À, em tên là Lệ nhỉ? Nhưng mà Lệ này có rơi không? À, dạ, không rơi. À, Lệ không rơi. À, tưởng là Lệ Rơi nữa. Đấy, cô gái tên là Lệ ở nhà hàng Hạ Thành Quán ở Phương Độ cả nhà. Một cô gái người Tày rất là xinh xắn này. Hiện tại em chưa có người thương, chưa có người yêu. Vẫn là một cô gái ngây thơ. Đấy. Mà video của A Báo quay lại như thế này để mong muốn là sẽ kết nối tình yêu của những chàng trai mà chưa có người yêu. Ai mà muốn yêu cô gái, thương cô gái thì hãy alo cho A Báo. Hoặc là alo cho Nguyễn Tất Thắng. Đấy. Làm ông bầu bà mối luôn. Đấy, yên tâm nhờ. Đấy. Em có đồng ý không? Ôi giời ơi. Ở nhà ấy, anh em hộ tống nhau không có ế là chết đấy. Rồi. Ngồi cạnh cô gái Lệ Rơi, A Báo cũng rất là xúc động. Không run nhưng mà xúc động, Lệ sắp rơi. Đấy. À, ngồi cạnh em anh cũng xúc động quá. Anh hỏi em người Tài ở Hà Giang hay là ở đâu? Em người Tài Hà Giang ạ, nhưng mà em ở Vị Xuyên. À, em ở Vị Xuyên, cô gái Vị Xuyên, người Tày. Đấy. Cô gái người Tày chắc phải hát tiếng Tày thì cô gái mới nghe được. Mình hát tiếng Tây thì không thể nghe được. Vì non ơi, cầm ca cầm sướng điếp, trăng sắm nửa cằn trương. Nèm bây thân mọi tí có bầu à lù. Pì non ơi, mà đuôi pì tăm luôn tầng quang na khâu ơi.
Vần xuân non phải con có phải à lăng. Này Lễ ơi, lòng anh bao thương nhớ vương vấn không hề nguôi. Đừng quên bao ngày tháng sống bên à nhau. Tinh la tinh la non tê lệ tàng, xin kỷ niên ao lệ vàm non giá. Phá lại bầu khiên lệ na, khoai lại ca khiên sấy nàng à. Phá lại bầu khiên lệ na, khoai lại ca khiên sấy. Mặc cô quần mai sấy luôn à lệ khiên, khiên mắc chứ cần à chạy trường chấp nàng à. Tinh la non tê lệ tàng, xin kỷ niên ao lệ vàm non giá. Và lại bầu kín lê na, khoai lại ca kín sấy nàng à. Và lại bầu kín lê na, khoai lại ca kín sấy. Mặc bộ quần mai sấy luôn à lê kín, kín mắc chứ cần à chạy trường chấm nàng à. Tình bò tình nhà mê hận đất kín nạ, đá bu đá ra năm lẻ đài. Hát này kinh tu minh lèo, quạt kèo kinh tu minh lần, nàng kinh bỏ phê xung cỏ lèo cỏ lèo. Hát này kinh tu minh lèo, quạt kèo kinh tu minh lần, nàng kinh bỏ phê xung cỏ lèo cỏ lèo. Hát này kinh tu minh lèo, quạt kèo kinh tu minh lần, nàng kinh bỏ phê xung cỏ lèo cỏ lèo. Ôi giàng ơi, cô gái cứ ngồi ngẩn ngơ không biết là có hay hay là không á. Em ơi, anh hát như thế em có hiểu gì không? À, may quá, em sợ em ấy hiểu hết là chết ấy. Có nghĩa là, này em ơi, lòng anh bao thương nhớ vương vấn, không hề nguôi cả ngày cả đêm anh luôn nhớ đến em, mặc lệ còn rơi luôn. À, đấy, cô gái chưa hiểu đến đoạn lệ rơi. Chính cô gái ấy tên là Lệ Rơi rồi, đấy. Thế anh nghĩ là em không nên lệ rơi ở đây. Đấy. À Pào cũng mong muốn là cô gái mà khóc nữa thì à Pào không hát được đâu. Có bao giờ anh viết được vần thơ? Trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông La chạy về dòng Lam, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành Sơn yên ngang vượt qua ngàn bão tố, Đồng Lộc ơi mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ hồ quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Thanh quê tôi. Cả nhà đang ngồi ở Hà Thanh, Hạ Thành quán. A Báo đang chuyển lời sang cô gái đang ở Hà Thanh cả nhá. Có bao giờ anh viết được phần thơ? Trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con đến người vai mẹ gầy khô. Dòng sông La chạy về dòng Lam,
ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành sơn yên ngang, vượt qua ngàn bão tố. Đồng Lộc ơi, mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ vô quê. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về. Hà Tĩnh quê ơi. Ở cả nhà Báo hát vào anh thương em rồi, tình ta chung đôi. Cô gái toát hết cả mồ hôi. Có vẻ là hình như là cô gái đang bị yêu. Có nghĩa là Báo đang hát thôi, không phải thật đâu em nhé. Em cứ tưởng là thật thôi nhưng mà không phải thật nhé. Bởi vì Báo đang thể hiện tình cảm là anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Thành quê ơi. Thương nhau yêu nhau, thương nhau chứ không phải là yêu nhau. Thương nhau là thương nhau thôi, không phải yêu yêu khác. À, thương nhau thì anh thương em thì anh về thăm em thôi, còn yêu là khác. Anh yêu em là khác. Đấy, cho nên là thương, ai yêu, ai thương. Ai thương, ai yêu thì có thể về với Hà Thành quán ở nhà nhé. Ở xã Phương Độ, một nhà hàng rất là nổi tiếng của bạn Nguyễn Tất Thắng. Và đây là một cô gái rất là xinh đẹp mà người Tày. Mà ngồi cạnh cô gái mà chưa có người yêu này, mà chưa từng bị ai tán. Cho nên bây giờ A Báo sẽ tán hộ cho những chàng trai chuẩn bị tán cô gái, để những chàng trai ấy sẽ có kinh nghiệm khi mà tán cô gái. Và em ấy sẽ được va chạm những chàng trai nói lời yêu thương mình nhỉ. Đúng là chưa có ai nói lời yêu em đúng không? Hôm nay là anh nói lời yêu em đầu tiên. Đấy cả nhà, đúng là mình chém gió vui thôi, nhưng để cho cô gái được va chạm, để sau này lỡ may những chàng trai khác muốn tán em thì phải cao cơ hơn nữa, có nghĩa phải văn phải cao hơn nữa thì em mới đổ được, còn văn thấp thì không đổ được đúng không? Đấy, đến Hạ Thành quán. Đấy, phải Hạ Thành quán mới tán được cơ. Đấy. Em là cô gái sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận. Nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Em là cô gái sông Lam, biết yêu anh, biết thương, biết giận. Nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lam xanh mãi câu hò bên sông. Đường về rẽ lối em qua, chè xanh mẹ nấu thơm ngon cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đây, nhớ khi tối lửa tắt đèn có nhau. Răng nghiêng đỉnh núi Hồng Long, ngân nga câu hát lệ giờ thương ai. Hỏi trăng bao tuổi rồi trăng mà anh chưa về. Lệ con thanh xuân đời người, khi đục khi trong sông sâu tìm về với biển. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát câu hò bên sông. Trăng nghiêng soi bóng anh về, thương em anh hát câu hò bên sông.
trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hót, em là cô gái anh thương. Quá hay, vỗ tay, vỗ tay. Ồ, một tràng pháo tay bắt đầu. Chỉ có hai người tự hát, tự vỗ tay cho nhau nghe, động viên tinh thần. Đây là món ăn tinh thần cả nhà. Mà em chỉ là cô gái anh thương thôi. Anh chưa nói lời yêu em nhé. Đấy, anh đang tán mà, đúng không, cán bộ? Anh em chỉ là người anh thương thôi. Anh thương em vất vả này, anh thương em lam lụi, anh thương em là một cô gái ngây thơ mộc mạc chân chất. Đấy, cô gái còn chưa biết yêu mà yêu là gì còn chưa được định nghĩa từ yêu. Đấy, khó chi đâu vào một buổi chiều đi liêu siêu người ta gọi là yêu. À, đó cũng là một cây câu yêu, đi liêu siêu, yêu cũng đi liêu siêu. À, không phải là say rượu nhá. Đấy, này. Đêm không trăng, đêm buồn vô hạn, sao đời trời anh cảm thấy cô đơn. Vì nhớ em anh buồn không ngủ, đã mắc màn nhưng giấc ngủ chẳng yên. Vì nhớ em anh thao thức cả đêm, nỗi cô đơn trong lòng anh muốn nói. Đấy, có nghĩa thao thức nhớ em mà mất cả ngủ. Đấy, ngày mai anh ngủ bù, không sao. Đấy, một cô gái vẫn ngây thơ, vẫn chưa có ai tán, ai yêu, ai thương cả. Đấy, anh rất thương em bởi vì không có ai thương yêu em. Dạ, chưa một mảnh tình vắt vai. Đấy, này vắt chân thôi. Thế vắt vai thôi đúng không? Còn chân chưa vắt. Đấy, 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 khi nào mà chân vắt nữa thì có khi là chạy luôn rồi. Cô gái chưa có một lời yêu thương nào từ những chàng trai. Em có thể ngồi gần anh một tí đi, anh không tán em đổ đâu, đấy, nghiêng nghiêng. Đấy, 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 rồi, đấy, cô gái. Cô gái ngồi gần hơn rồi đấy, hình ảnh rất đẹp cả nhà. Một cô gái mỹ miều, một cô gái ngây thơ mà cảm giác như mình đang hồi xuân. Mình ngày xưa mình trẻ, mình đẹp lắm, bây giờ đỡ rồi. Đấy, đang ngồi cạnh một cô gái trẻ đẹp như thế này là mình cũng thấy là mình xinh, đẹp trai hơn, phong độ hơn. Đấy, tinh thần thoải mái hơn. Đấy, một điệu cười bằng 10 thang thuốc chuột, à quên, bằng 10 thang thuốc bổ. Giờ này đấy, em ấy cười rồi đúng không? Đấy, rất tươi luôn đấy. À, thuốc chuột hay thuốc bổ đấy nhỉ? Lúc này à, đợi, à Báo nói nhầm thằng thuốc chuột rồi. Ngày xưa người ta thường lấy thuốc chuột để bẫy chuột, nhưng bây giờ thuốc chuột là không còn tác dụng rồi, cho nên là không sao, thuốc bổ. Đấy, cả nhà nhé. Món ăn tinh thần là món ăn quan trọng nhất, để khi mà mỗi ai vui buồn thì thường lôi âm nhạc ra, đưa âm nhạc ra để trải nghiệm, đưa âm nhạc ra để giải bày tâm sự. À, chắc hẳn cả nhà đã nghe đến một phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá mà cô gái chắc chắn chưa biết. Phiên chợ tình có 102, mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua không bán như các phiên chợ khác, mà chỉ dành cho những lứa đôi giang dở không đến được với nhau. Đó là chợ tình khâu vai. À, chợ tình khâu vai, không phải là khâu vai đâu nhá. Không phải khâu vá chắp đâu nhá. Chợ tình khâu vai. Chợ tình khâu vai. À, có người gọi là khâu vai thì họ cứ nghĩ là ở vai bị rách cho nên là phải khâu áo đúng không? Đấy, khâu vai, tiếng của người vùng cao. Đấy, tiếng khâu vai có nghĩa là cái mối tình của năm ấy, của người xưa, của một câu chuyện tình. Khâu hoặc khâu, có người hay gọi là khâu, có người gọi là khâu. Đấy, khâu vai. Chính xác là chợ tình khâu vai. Và sau đây, A Báo xin phép được hát tặng cô gái để cô gái sẽ cảm nhận cái câu chuyện tình khâu vai của chàng ba nàng út. Chàng ba thổi sáo rất hay, đàn rất giỏi. Cô gái út xinh nhất bản làng là bông hoa của núi rừng Hà Giang mà xinh đẹp như em Lệ như ngày hôm nay. Đó, em Lệ là một trong những nhân chứng sống này, là một cô gái rất là xinh đẹp này, mộc mạc. Và để truyền cái cảm hứng, truyền cái tinh thần của bài hát thì anh sẽ gửi tới em, tặng em để em cảm nhận được cái câu chuyện tình của chàng ba nàng út. Họ yêu say đắm và yêu nồng nàn đến bây giờ là hơn 100 năm tuổi rồi. Người ta gọi là chợ phong lưu, và thời đại này người ta gọi là chợ ngoại tình lớn nhất Việt Nam.
đúng không cán bộ ơi? Chờ to chủ tình khâu vai đó to vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời, một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trưa, tôi ôm mỗi tình hẹn ưa. Rượu á hiếu uống mãi không say, rượu men lao uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Con ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào? Lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ? Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Chờ tan, chờ tình khao vai đó tan, vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Một vầng trăng khuyết lặng lẽ bên trời. Tôi ôm mỗi tình năm trưa, tôi ôm mỗi tình hẹn ưa. Rượu á hiếu uống mãi không say, rượu mẹ lao uống mãi không say. Mình tôi sắp ngửa bàn tay. Quả bao đã rơi xuống đất, bàn tay tôi cào trên đất. Con ai lạc đường ngơ ngác, tôi trông mỏi mòn đôi mắt. Tôi hỏi ngọn gió, tôi hỏi mây bay, tôi hỏi dòng suối, tôi hỏi rừng cây. Gió thì cứ thổi mê thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Em ở phương nào? Lòng tôi thương em như thế, mà sao em không thương nhớ? Cô đơn mình tôi đêm nay, nỗi buồn mình tôi đêm nay, ai khóc cùng tôi đêm nay, ai than cùng tôi đêm nay. Na 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 na. Còn một vầng trăng khuyết khao vai. Cả nhà hát ca khúc này vừa say đắm lòng người và cảm giác như A Páo hát như là hồ vô. Cô gái ngồi toát hết cả mồ hôi. Chắc là A Páo cũng mệt lắm anh nhỉ? À không mệt đâu, nhưng mà có cô gái ngồi bên cạnh là tinh thần của mình cũng được nâng cấp đi lên tầm cấp độ 8 luôn. Đấy. À, gió thì cứ thổi, mây thì cứ bay, suối thì cứ chảy, rừng thì cứ cây. Một khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ ở cao nguyên đá. Mà cái khung cảnh nó cảm giác như là cô gái ngồi bên cạnh A Páo, cảm giác vừa lạnh lùng, vừa lạnh sống lưng, vừa gai ốc, vừa núi rừng hoang vu. Cảm giác nghe cả khúc vừa toát cả mồ hôi em nhỉ. Vừa nói đến vừa yêu lại là vừa là suối chảy róc rách, mà âm thanh của núi đá, của gió rừng này, vi vu khẽ luốt qua khe đá này, luồn qua khe đá, khói bay mù mịt, cảm giác như toát cả mồ hôi. Mà có khi là không có từ yêu ở đây nữa, đúng không? Đúng không em thấy có run không? À, hơi run này, đấy, A Páo hát được cái choáng ngợp, còn phải run luôn. Đấy, ngồi cạnh mà cô gái chưa được yêu cho nên là cô gái vẫn chưa cảm nhận được cái từ yêu là như thế nào, mới đến từ thương và nhớ thôi, còn chưa đến yêu nhỉ. Yêu thì để em đủ 18 tuổi đó. Thế năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em tròn 18 ạ. Ô, cô gái tròn 18, ôi giời ơi, may quá. Ôi cảm ơn em, yên tâm rồi, giời ơi. Cả nhà ơi, yên tâm cả nhà. Cô gái vừa tròn 18 rồi, vừa tròn cả nhà nhá. Hôm qua chưa tròn, hôm nay mới tròn, yên tâm rồi. Cả nhà yên tâm. Và sau đây, đúng cũng chính là lời của cô gái A Páo tặng cả nhà ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam, em cũng tròn 18 luôn. Đấy, ca khúc này cũng chính là ca khúc mà A Páo sáng tác được hơn 26 triệu lượt xem. Đấy, cả nhà, ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam.
một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh nhớ bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù sằn cù khoai môi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cù sằn cù khoai môi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao, mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn lễ ơi. Chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm. Câu vì sông cả nhà, cô gái vừa tròn 18, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về anh sợ mất răng. Bởi vì em mới tròn 18 thôi, còn ngày xưa khi yêu mà em chưa tròn 18, đúng không? Đây, hiện tại cô gái đã tròn 18. Đây, một cô gái rất là xinh đẹp mà hôm nay mới tròn 18 thôi. 18 đôi mươi rất là xinh đẹp, mà một cái tuổi trăng tròn mà ít ai, mà cái thời điểm đó, cái tuổi này là tuổi đẹp nhất của một người con gái, của những chàng trai cô gái. Và hiện tại em còn chưa có người thương luôn. Dạ. Đó, tuổi trăng tròn, chưa người yêu mà yêu một cách rất là mộng mơ, một cách rất là ngây thơ. Mà A Páo cũng mong muốn là được quay lại cái khoảnh khắc như các cô gái như bây giờ. Mình cũng mong là khỏe như ngày xưa, như khôn như bây giờ. Đấy cả nhà, một cô gái ngây thơ như thế này mà còn chưa biết yêu. À, bảo mong rằng những chàng trai nào mà đang yêu không nên lừa tình cảm cô gái, phải yêu thật lòng, phải thật ruột thật rọt để cho cô gái có một hạnh phúc riêng cho mình, không như ca khúc của A Páo sáng tác. Đấy, những trai hai người không đến được với nhau, nhưng mà do sự ngăn cách đó đã tạo thành một ca khúc mang tên Tìm Em Câu Vì Sông Lam. Đó, cô gái cứ ngồi ngẩn ngơ thôi cả nhà. Sắp tới A Páo đi châu Âu rồi, không biết còn cơ hội để thổi sáo cho cô gái nghe không. Anh tặng em một bản sáo nho nhỏ nữa nhé, để kết thúc chương trình nhé. Đấy, tranh thủ là tặng cô gái một bản sáo đà cầu bổng đấy.
Đây đây là quả quả đã gồng bồng của A Páo, đây là quả bầu của A Páo. Những cô gái nào đã vô tình sờ vào quả bầu thì chắc chắn sẽ có bầu. Đấy. Em đã sờ vào quả bầu rồi thì chắc chắn sẽ có bầu, nhưng mà có trước hay có sớm thôi. Có sớm hay có muộn thôi. Đấy, chúc mừng em. Em đã sờ vào quả bầu, chắc em sẽ có bầu nhưng không biết là khi nào mới có bầu. Đấy. Đấy, không biết. À, chắc chắn thì không phải bây giờ, bởi vì bây giờ anh với em mới gặp nhau. Thì chắc là trong tương lai em sẽ có bầu, như là bầu xô chẳng hạn. Đấy, em có rất nhiều xô và chậu để em đi chạy xô, đúng không? Gọi là bầu xô. Hoặc là sẽ làm ba bầu. Đấy, ba bầu cho những chương trình sự kiện này. Đấy đúng không? Còn bầu này không phải bầu bí, không phải như con gái yêu rồi lấy chồng có bầu đâu cả nhà nhé. Nhưng mà cũng có khả năng nếu mà có bầu thì cô gái sẽ phải đi lấy chồng. Đấy, đúng không? Tranh thủ tặng cô gái một bản sáo để chúc cho cô gái sắp tới sẽ có bầu đây. Hồi hộp quá cả nhà, toát cả mồ hôi. Bài này là hết chương trình đúng không? Đấy đúng rồi, kết thúc chương trình ấy. Em cứ ngồi ngẩn ngơ nhé, mà anh mà thổi không hay thì em cứ giả vờ ngẩn ngơ cũng được. Đấy, A Páo sẽ quay khung cảnh qua đây. Đây là ca khúc Anh Yêu Em. Đấy, tán hết cỡ luôn xem có đủ không. Đủ rồi sẽ biết ngay. Châu sông rùa cả đề danh cũ tề nhùa đề kê cũ cũ na ma lùa tía tùa tì ni xua ni nhùa mãi à ơ chiều lòng anh nhớ gọi em mãi chiều về bên núi nhớ nhớ người yêu lòng anh buồn buồn ăn trăng nó lòng chiều anh nhớ gọi em ai à ơ wow cả nhà thân mến, A Páo xin phép được khép lại video ở đây. A Páo chúc cho cô gái Lệ có một sức khỏe dồi dào, có một trải nghiệm gặp gỡ A Páo, được giao lưu, được lắng nghe tiếng hát của A Páo, một trải nghiệm cực kỳ là lần đầu tiên trong đời em được A Páo tán luôn. Sau A Páo cũng nói lời yêu thương luôn, là anh yêu em, là dân ca của người Mông. Mà em không yêu anh thì thôi, anh cũng có cần em yêu anh đâu. Đấy, đúng không? Dạ. Thì chiều lòng anh nhớ gọi em mãi chiều, về bên núi nhớ nhớ người yêu lòng anh buồn buồn ăn trăng nó lòng chiều anh nhớ gọi em mãi Lệ ơi. Cái nó thương A Páo rồi, cứ nhìn đắm đuối thôi. Ơi cả nhà thân mến, chương trình giao lưu văn nghệ ở Hạ Thành Quán xin phép được khép lại tại đây. A Páo xin được chúc cho Lệ Không Rơi có một sức khỏe dồi dào. Đấy, chúc em lúc nào cũng Lệ Không Rơi nhé. Đấy, em mà Lệ rơi anh cũng sẽ rất là buồn. Sắp tới chúc em sẽ có người yêu, có người thương. Mà không có ai thương thì anh thương cho, mà không có ai yêu thì anh yêu luôn. Yên tâm nhá, anh chống ê luôn nhá, yên tâm nhá. Ô, còn cảm ơn mình nhá. À, rồi. Cả nhà cô gái còn cảm ơn A Páo luôn. Rồi, tuyệt vời. Ô, Giàng ơi, thế chụp một kiểu ảnh nhá. Rồi, đấy, yêu bên nào. Yêu bên nào, Giàng ơi, yêu bên nào. Đấy. Ô dồi, nó thương A Páo luôn rồi. Thôi A Páo bắt về làm vợ thôi, mình đi thôi. Cái mình ơi, đi đi. Thôi A Páo về đây rồi. Bắt về làm vợ thôi, đi đi thôi. Rồi mình đi luôn rồi, Giàng ơi, thôi. A Páo đi đây, một sai sai. Chào cán bộ nhá.
mình đi đây, pì nóng ơi, cầm ca cầm sướng điếp trăng sắm nửa cằn chứ. Rồi Giang ơi, báo mù xe xe. Ô, cả nhà bắt được rồi, cái nó về rồi, cái nó đi 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 đón khách rồi. À, báo chém gió thôi, cả nhà nhá, chào cả nhà. Rồi chúc cả nhà sức khỏe. Rồi thôi, à, báo chào cả nhà. Rồi cả nhà rồi rồi mù say say rồi. Ui rào bên này đẹp như tiên nữ thế này. Các cô gái ở đâu đến mà đẹp thế? Báo sờ tay một tí được không? Cái mình tên gì? Em tên Ngân. Ngân Hằng à? Ngân Khố à? À, yêu cô gái này không sợ thiếu tiền. À, em tên là Ngân, à, bên thu chi, bên thủ quỹ thôi. Gọi là thủ quỹ đấy, rồi rồi. Cán bộ ngân hàng rồi. Cô gái tên gì? Em tên Hạnh. À, hạnh phúc rồi, gặp em là hạnh luôn, hạnh phúc luôn. Anh Phúc đâu rồi? Anh Phúc đâu? Anh Phúc bên kia rồi, rồi, anh Phúc bên kia rồi. Rồi con, em chào anh đi. Em tên là Dung, chào anh ạ. Em tên là gì? Em tên là Dung ạ. Tên gì? Dung Dinh. À, tưởng là Dung. À, Kim Dung. À, giờ Kim Dung rồi. Kim Dung mà gặp A Pháo thì chết luôn. A Pháo khác A Pháo nhá. Ngày xưa gọi là A Pháo nhưng bắn hết pháo bây giờ thành A Pháo. À, thử cầm cái pháo của A Pháo xem. Vừa tay không? À, không dám cầm luôn. Nói thế là không dám cầm rồi. Rồi rồi, cái mình tên gì? Em tên Thu. À, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ năm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Ôi giời, nó đẹp thì ta cầm lâu. Gặp em, anh nắm cổ tay, ngày xưa em trắng sau này em đen. À. Cô gái tên là Thu. Em tắm nắng nhiều nên đen. À, tắm nắng à? Ô, đi tắm nắng nữa. Mình chưa thấy người tắm nắng bao giờ. Mình chỉ thấy người tắm trắng thôi. À, chào cô gái. Chào, à, bà, em tên là Hiền. À, em Hiền có nghĩa là không ác à? Ui giời ơi. Không ác tí nào. Nhìn em này, Hiền dịu luôn này. Nhìn em là anh cũng muốn thương luôn. À, rồi. Còn cô gái ngồi bên cạnh đây. Ôi giời, nó ngồi tránh này. Cán bộ gần một tí để giáp la cà. Giáp la cà. Em ơi, anh xuống tấn bắt tay với em. Rồi. Em tên gì? Em tên Hoa. Ui Hoa ơi, rồi. Hoa ơi, Hoa đẹp như tiên hoa, thêm dâu hiền Hoa gửi cho anh. Em tên Hoa, đúng là Hoa thật, nó đẹp thế nhỉ. Ăn gì mà đẹp thế, trắng thế, sao quần đồ áo rách dưới thế kia. Hết tiền rồi. À, hết tiền rồi, đồ quần rách dưới. À, báo cởi quần cho. À không, à báo có rất nhiều quần. À, để hay mình đổi quần đi. Đấy, cô gái quần áo rách dưới thế này thương quá. À báo chuyên làm từ thiện đấy. Nếu mà ai mà không có đồ áo, A Báo cũng tặng quần áo luôn. Cái mình có thay quần không, A Báo tặng quần luôn. Đấy. Nếu ai chưa có người thương, A Báo thương luôn. Chưa có người yêu, A Báo yêu luôn. Rồi, chém gió vui thôi. A Báo tặng cả nhà bản Sáu Mông nhé. Rồi. Cô gái tên là Hoa. A Báo nhìn vào mắt Hoa hết rồi. Hoa thì là mấy... Thank you.
Giang chồng hơi, Giang chồng hơi. Về đây chơi, về đây chơi. Nó sắp sai rồi cán bộ ơi. Chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà rồi. Chúc cả nhà sức khỏe mua sa sai. Rồi. Chào chào cán bộ, rồi chào các cô giáo. Rồi rồi, chào cô gái từ xa nha. Rồi rồi đây đây rồi. Nào. Không có đâu rồi. Ai sờ vào quỷ kiểu gì sang tháng cũng có bầu. Ô. À báo về đây rồi. À báo về thật đây. Rồi. Cảm ơn báo nha. Rồi rồi chụp ảnh với cả nhà một kiểu đi. Rồi. Say say lo say say, mu say say lo say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ, thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đã xa. Đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tu mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống